Chào tất cả các bác nhé. Hôm nay nhà vườn Giáp Đại chia sẻ các bác một bộ ba sắc nét. Vì những cái tay cành và cây này thì làm rất là lâu rồi. Đây là một cây làng và một đôi long trầu cây làng này. Cây làng này vẫn gọi là một cây đài sen, cũng rất là đẹp, kỹ và gốc to. Mà đây là các, quay qua cho các bác xem tổng quá một tí anh em, to kích thước. Hôm nay cũng chia sẻ các bác bộ ba này. Thì cây đầu tiên là một cây dáng làng, tay cành làm rất là nhiều năm rồi. Đây cành to mà răm dày, rít bông hết rồi. Những một cái tàn bông này là kích thước rộng bao nhiêu nhỉ? Bông chính ở dưới này em xếp bông là vào 55 phân một cái bông tàn này. Đấy. Cái quả phúc làm nhiều năm rồi, rất là kỹ, bây giờ cắt đã qua rất là nhiều lượt. Một năm thì bây giờ theo như là trước thì là một năm 3 lần, giờ một năm 2 lần nó cũng không phát triển nữa. Đấy. Lá nhỏ, răm dày, rất chi tiết. Và cái phần bệ này thì là một cái bệ đại thụ luôn, như phần rễ như một cây đa làng, nhiều lắm. Tay cành thì rất là to rồi. Đấy, quay qua thốc dưới nhìn cho các bác nhìn lên, nhìn những cái tay to như này. Cái tay này bằng cái cổ chân dưới, túm tay còn chưa hết. Đấy, chia ra đây những cái bông em xếp là rất là cân đối. Đấy, chi tiết cho các bác xem. Đấy, sang bên này các bác ngắm, bởi vì cũng giữ lâu rồi, nay cũng chia sẻ các bác để các bác ngắm. Mà không gian bác nào mà ưng được thì điện cho em. Và cái cây này thì cũng giữ để làm, thì bây giờ như cây làng này để mà xếp được một cây như thế này cũng thật sự công phu, muốn nào được một cây nữa không có đâu. Thì hôm nay cũng muốn chia sẻ cái bộ ba, quay chi tiết cây đầu tiên là cây nạc để các bác xem. Và sau em quay sang những cây nong. Em quay dần đây tổng thể cho các bác xem những phần thân bệ. Được cái này được tứ diện đều đẹp. Thân bệ như bệ chân, bệ to, chảy rễ, bệ nhãn, thân cành, những tay cành là lực sĩ hết. Trên bắp chân trở lên, và những cái tay của những cái bông ra là cũng bằng cổ tay rồi. Làm rộng ra hai mặt đều đẹp. Vì sao cái bộ ba sắc nét này em làm rất là chi tiết, những cái tàn bông và cái những cái bông xếp này em xếp rất mỏng, kỹ, chi tiết. Đấy. Và xa cho các bác xem đấy, bông nó mỏng như thế này mà nó dày rít ra, nước nó không vào. Rồi tiếp theo em quay sang bên này. Rồi em quay cho bác xem cây long. Cây long này là một đôi, ở một cây kia cây bên này. Đây quay qua cây này để cho các bác ngắm em. Em sắp xếp một cái đuôi long này, nó ra và cái phần chân bệ nó chọi trên chậu cũng rất là nhiều năm rồi. Nhìn những cái rễ nó dẹp hết đi này, và cái tử lùn như này, nhũn nhĩn, tử lùn, tử thân một lùn như này. Đấy, bộ xương, cổ tay em làm nó mỏng như này. Các bác xem dưới Cái dăm này các bác bình thường về là mình cứ cắt dưới đi để cho cái bộ gọng nó hất lên, và mình xén bông thì nó sau nó ngóc những cái dăm rất là dày mà nó đẹp. Bộ này làm cũng nhiều năm rồi, giờ mình cắt xén nó dày dăm và nó mỏng, tay nó như này nó đẩy hết rồi. Cái này thì em quay trước ở đó trước cho các bác xem cái phần xi lông này nhé. Nó xi lông này, cái phần thân bạ này, thân bạ là 1m55 này. Chiều dài tàn 2,5 m này. Chiều cao là 1m8. Để một đôi long cân xứng để trầu một cây dáng làng. Một cây đài sen này cũng rất là đẹp và nó cân đối kỹ. Rồi em lại tiếp theo sang một cây nàng đo kích thước cho các bác xem. Rồi tiếp theo với cây đài sen này và em gọi là một cây đa làng. Đùn lực cổ thụ, chân bệ đẹp, tay cành to lực sĩ. Và những cái tàn bông là em làm sắc nét. Những sắc nét này, những cái tay nó kỹ ra và mình làm nó mỏng. Đó. Mỏng như một cây đĩa bay. Hôm nay cũng rất nhiều năm rồi, đây cũng muốn chia sẻ cái bộ ba này cho các bác. Đấy. Thì hôm nay bây giờ đo kích thước để báo giá cho các bác. Cái này thì đo cái đường kính này, vanh này hơi to, đường kính mặt trước của chân bạ, đường kính chân bạ đây là 1m35 này, và chiều tàng của cái này tới chưa. Chiều tàn của cây này là em làm chính xác là 2,6 m. Chiều tàn dài 2,6 m, chiều cao của cây này. Chiều cao từ mặt chậu lên là 1m8. Rất là lùn ngực và đẹp. Rồi quay sang bên này để cho quay kim long. Rồi tiếp theo thì chia sẻ các bác đấy, thì cây bên kia là một cây long, một cây bên này. Bây giờ bên này thì em đo kích thước báo giá cho các bác. Cây long này rất là dài, mầm miếc lên. Bây giờ em đo kích thước cho các bác nhé. Mình xé bông này, và cây này thì vừa rồi là em để chưa cắt thì cây này đã ra rất là nhiều quả, quả là kín hết. Cốt Nam Miền nhìn các bác, nhìn quả đã. Cái này là vanh là 1m8, vanh thân trên, thì nếu vanh hết thì nó rộng. Chiều tàn của cái này, chiều tàn của cái này là 2,5 m, 2,5 m. Chiều cao của cây này là 1m8. Rồi tiếp theo tàn bông, cây cành, quay sang cây lại. cũng chia sẻ các bác là một bộ ba sắc lét này và một đôi long, trầu, một cây lạc, một cây nguyệt. Thì cũng xin chia sẻ các bác làm lâu rồi mà một cái bộ ba này thì rất là sắc lét, những cái tán em làm cũng rất là kỹ và bông nó mỏng hết rồi, rồi các bác chỉ được chơi. Thì bộ ba này cũng xin báo giá các bác là 850 triệu bao ship cho các bác đến tận nhà. Khẳng định với các bác là một bộ ba này là một bộ ba rất là kỹ mà giá rất là hợp. Giá em khẳng định là không có một bộ ba nào giá rẻ như bộ ba này. Khẳng định các bác mà lựa được một cái bộ ba như này thì cũng rất là khó. Được đôi long và một cây đài sen này cũng rất là khó này. Vì còn bận, tay cành tàn to, cây lùn, cái tay cành cũng là lực sức hết rồi, cũng làm rất là nhiều năm rồi. Bây giờ cũng chia sẻ các bác, báo giá các bác là 850 triệu bao ship cho các bác đến tận nơi, các bác tận nhà. Thì thôi cũng xin cảm ơn tất cả các bác đã xem hết video. Tiếp theo sang một video nữa. Quý vị và các bạn đừng quên đăng ký kênh và bình luận bên dưới video nhé.